Lên mạng xã hội cầu cứu cảnh sát. Cảnh sát UAE vừa bắt giữ người chồng bạo hành. Sau khi người vợ lên mạng xã hội cầu cứu cơ quan thực thi pháp luật, Jasmine Sun từng đã post lên Twitter đoạn video yêu cầu cảnh sát giúp đỡ khẩn cấp vì bị chồng đánh đập. Chồng cô là người Ấn Độ 47 tuổi, vừa bị cảnh sát bắt giữ. Jasmine Sun từng cưới Mohammed Khizaula cách đây 7 năm và đã có với nhau hai mặt con, bé trai 5 tuổi và 17 tháng tuổi. Jasmine nói với cảnh sát rằng đây không phải lần đầu cô bị chồng đánh. Hồi tháng 2, Jasmine cũng từng báo cảnh sát khi bị chồng thu hộ chiếu và đồ trang sức trị giá 16.000 đô la Mỹ, đồng thời ra sức đánh đập cô. Cảnh sát UAE thông báo trên mạng xã hội rằng sẽ giải quyết vụ việc, đồng thời kêu gọi người dân không nên post video kiểu như Jasmine vì chúng tạo hiệu ứng tiêu cực cho xã hội.